Trong bài học hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn import một file Revit vào trong phần mềm Ecotech Analyst 2011. Như các bạn biết rằng, phần mềm Ecotech, các công cụ dựng hình của nó đang là khá yếu. Do vậy, việc import một file từ các cái phần mềm khác để có thể tiến hành phân tích là một điều mà chúng ta thường xuyên phải sử dụng. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một file Revit với 3 căn phòng. Thì đây, ngoài những cái yếu tố dựng hình cơ bản, thì một yếu tố mà mình nhắc các bạn là cần phải chú ý đó là các bạn cần phải thiết lập các không gian room phòng cho cái mô hình chúng ta. Các bạn sẽ vào room và thiết lập cho nó cái thông số offset, đấy, độ cao của room, và đặt cho mình những cái phòng ở đây. Sau đấy các bạn có thể tab room vào đấy. Mình sẽ đổi tên cho nó là phòng học chẳng hạn. Cái này có thể là kỹ thuật và cái này là trực ban. Đấy. Sau khi đặt các room xong cho cái mô hình chúng ta, các bạn sẽ kích vào biểu tượng Revit và chọn Export. Chọn Export GBXML. Đây là file Green Building Studio. Đấy. Các bạn sẽ kích vào đây. Sau đấy các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái mô hình nhà với các không gian room ở đây. Các bạn có thể thiết lập cho mình các thông tin như là Building Type, nghĩa là loại công trình. Đây các bạn có thể chọn ví dụ như là Single Family, nhà ở. Đấy, có thể là Workshop, Warehouse, Qualification, tùy các bạn. Và đây mình sẽ chọn là School of or University, phòng học. Sau đấy các bạn có thể thiết lập thông số về Location, tức là vị trí xây dựng công trình. Các bạn có thể đánh vào đây. Đấy, và có thể search. Đấy, ở đây mình sẽ cho nó là Hà Nội. Sau đấy các bạn có thể kích vào Detail để xem. Đấy, chúng ta xem chúng ta có những phòng đây. Đấy. Các bạn sẽ thấy. Sau khi đã thiết lập các thông số, các bạn có thể kích vào Next. Các bạn sẽ lưu cho mình cái file đấy vào một thư mục của các bạn. Mình sẽ đặt tên là Import GBXML. Đấy, mình sẽ lưu lại. Đấy, mình đã lưu xong. Sau đấy mình sẽ vào Ecotech. Mình sẽ vào File và mình chọn Import. Mình chọn Model Analyst Data. Mình dẫn đường link đến thư mục mình lưu. Chọn đuôi là GBXML. Đây chính là file của chúng ta. Các bạn kích Open. Các bạn thấy rằng ngay phần mềm Ecotech nó sẽ báo cho chúng ta rằng nó bị lỗi và chúng ta không thể import vào được. Và để khắc phục lỗi này, các bạn sẽ vào thư mục nơi các bạn chứa cái file. Các bạn chọn file, kích chuột phải chọn Open with Notepad. Sau đấy các bạn sẽ vào file, chọn Save As. Mục Encoding các bạn sẽ chọn là UTF-8 và các bạn sẽ lưu lại. Có thể chèn trực tiếp lên như thế này. Sau khi đã lưu thành cái đuôi UTF-8 đấy, các bạn quay trở lại Ecotech. Các bạn chọn File và tiến hành Import. Các bạn chọn cái file mà chúng ta đã lưu, kích Open. Các bạn thấy rằng ở đây chúng ta có các thông tin như sau. Chúng ta có các thông tin về tường, cửa sổ, đấy, các đối tượng. Các bạn thấy chúng ta có những cái thông số giết. Đấy, có import hoặc không, các bạn có thể ở đây chọn không import vào. Đấy, có thể chọn từ chối nếu các bạn không muốn đối tượng này import. Đấy. Sau đấy các bạn có thể thấy chúng ta có những thiết lập về tường hay vật liệu. Đấy. Thì các bạn có thể lựa chọn ví dụ ở đây. Hiện tại là US, nghĩa là nó chưa nhận diện ra loại đối tượng gì. Các bạn có thể kích vào đây, kích đúp vào đây. Và chọn ở đây là đo. Đấy. Cái này nữa các bạn có thể cho nó là đo. Một số đối tượng khác ví dụ như là cái này thì các bạn có thể cho nó là Windows. Đấy, Windows. Cái đối tượng các bạn lưu ý, cái này nó phải đúng với các bạn đã xây dựng trong phần mềm Revit. Ở đây mình có đối tượng cái này là cột. Thì các bạn có thể cho nó là tường. Đấy. Sau khi đã thiết lập xong, các bạn sẽ chọn Import into Existing. Các bạn thấy chúng ta đã import được vào file Ecotech. Các bạn có thể về Visualize để kiểm tra. Các bạn thấy rằng chúng ta đã import vào trong cái phần mềm Ecotech, cái mô hình của chúng ta. Và mình
các bạn có thể thấy nhận xét rằng đấy, khi chúng ta import vào các đối tượng như là bàn ghế đấy, đã bị mất đi đấy, các đối tượng cột thì các bạn chỉ thấy nó như thế này mà thôi đấy. Đây là những cái hướng dẫn cơ bản giúp các bạn có thể import một file Revit vào phần mềm Ecotec để tiến hành phân tích. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau.